Xin chào cô chú, anh chị và các bạn thân mến. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Kính chúc mọi người có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay mình xin chia sẻ đến cô chú, anh chị và các bạn một món ăn. Đó là món đậu hũ chuồn thịt sốt cà chua. Đậu hũ chuồn thịt là một món ăn quen thuộc của nhiều gia đình. Tuy là một món ăn đơn giản, nhưng nó lại là một món ăn rất hợp khẩu vị của rất nhiều người. Món đậu hũ chuồn thịt sốt cà chua, sau khi được làm xong, đậu hũ mềm nhưng không hề bị nát, phần nước sốt đậm đã thấm vị chua chua ngọt ngọt. Mọi người dùng cùng cơm sẽ rất ngon. Bây giờ mình xin mời mọi người cùng mình vào bếp để chế biến món ăn ngon này nha. Nguyên liệu mình có để trên màn hình, khi vào video mình sẽ nói chi tiết hơn ha. Tiếp theo mình cắt cà chua thành hạt lựu nhỏ. Mình dùng 5 quả cà chua loại vừa. Mọi người có thể tách bỏ hạt hay để hạt cà chua đều được hết. Hôm nay mình dùng 5 miếng đậu chiên nha. Mình sẽ cắt đậu hũ làm đôi. Mọi người cắt xéo hay cắt ngang miếng đậu đều được. Thích kiểu nào thì mình làm kiểu đó thôi, đừng quá quan trọng ha. Đậu hũ cắt xong, mình sẽ dùng muỗng cạo phần ruột trắng của đậu và cho ra tô. Mình tạo cho miếng đậu thành một cái túi sỏng ruột. Mọi người nơi nơi nhẹ tay để không làm rách da của đậu hũ nha. Phần ruột trắng sau khi cạo xong, mình dùng muỗng tán cho ruột đậu nhuyễn. Tiếp theo mình sẽ cho thịt xay và nấm mèo vào tô. Mình có 10g nấm mèo khô và 150g thịt heo xay. Nấm mèo thì mình ngâm với nước cho nấm nở. Sau đó mình cắt nấm mèo thật nhuyễn. Tiếp theo mình có khoảng 2 muỗng canh hành lá cắt nhỏ và 1 muỗng cà phê hành tím băm. Phần gia vị, mình có 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê tiêu xay. Mình sẽ trộn đều cho nhân được thấm đều gia vị nha. Phần nhân, mọi người có thể cho thêm bún tàu vào, cũng rất ngon ha. Sau khi trộn nhân xong, bây giờ mình sẽ nhồi nhân vào đậu hũ. Khi cho nhân vào đậu, mọi người dùng muỗng ấn cho nhân chặt một chút. Đây, vậy là xong một miếng đậu hũ chuồn thịt rồi nè. Mọi người làm lần lượt cho hết số nhân nha. Khi làm xong, mình sẽ làm nước sốt cà chua. Mình bắt chảo lên bếp. Chảo nóng, mình sẽ cho dầu ăn vào. Dầu hơi nóng, mình sẽ cho đậu hũ vào chiên. Mình để mặt thịt vào chiên trước, như vậy thịt sẽ không bị rơi ra. Chiên được khoảng 2 phút, thấy mặt thịt của miếng đậu đã săn lại. Mình tiếp tục chiên các mặt còn lại nha. Được 5 phút, các mặt của đậu mình thấy cũng đã vàng rồi. Bây giờ mình sẽ cắp đậu ra. Phần dầu ăn trong chảo mình sẽ dùng tiếp. Mình cho khoảng 1 muỗng canh hành tím và tỏi băm nhỏ vào. Mình đảo đều tay để hành tím và tỏi được chảy mùi thơm. Khoảng 30 giây, mình cho tiếp cà chua cắt hạt lựu vào. Lửa của bếp mình vặn ở mức bình thường. Mình sẽ xào cho cà chua chín mềm. Mình xào cà chua được 3 phút rồi. Thấy cà chua đã chín mình sẽ nêm gia vị vào. Mình có 1 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh đường, 1/4 muỗng canh muối, 2 muỗng canh tương cà,
một muỗng canh tương ớt. Mình trộn đều gia vị để gia vị được hòa quyện cùng cà chua nha. Tiếp theo mình sẽ cho một chút nước lọc vào chảo. Lượng nước mọi người tùy chỉnh giúp mình nha, vì mình quên đong rồi. Khi cho nước lọc vào, mọi người nên nêm nếm lại cho gia vị để vừa ăn ha. Nước sốt vừa ăn rồi, bây giờ mình sẽ cho đậu hũ vào chảo. Lâu lâu mọi người lật trở để đậu hũ được thấm gia vị nha. Đến đây mình sẽ vặn lửa lớn một xíu. Được khoảng 10 phút, mình thấy nước sốt hơi cạn dần. Trong lúc này mình cũng luôn lật trở đậu hũ. Hoặc mọi người có thể dùng muỗng múc nước sốt chan lên từng miếng đậu. Như vậy đậu hũ sẽ có màu đẹp và ngon hơn. Nãy giờ mình rim đậu cũng được 15 phút rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và rắc thêm một ít hành lá vào. Như vậy là mình vừa hoàn thành xong món đậu hũ dùng thịt sốt cà chua rồi. Món đậu hũ dùng thịt sốt cà chua sau khi được làm xong, món ăn có màu sắc rất bắt mắt. Phần vỏ đậu hũ dai mềm, sốt cà chua vàng sánh rất đẹp. Còn phần nhân thịt không bị rã nát nhưng rất chắc. Mình xin mời mọi người thưởng thức món ăn cùng mình nha. Mình sẽ rắc thêm một ít tiêu xay cho món ăn được thơm ngon ha. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem và like. Nhớ share và subscribe kênh cho mình nha. Hẹn gặp lại cô chú, anh chị và các bạn trong video kế tiếp. Bibi cả nhà, mãi yêu.